Em Thiện xin chào toàn thể các bác ạ, chào toàn thể anh chị em đã đến với vườn lan xứ Mường của em ạ. Đầu video em xin chúc toàn thể các bác luôn luôn có một sức khỏe và sưu tầm những cây giống đẹp và chất lượng như này nhà nha. Thì hôm nay thì ngày mùng 5 tháng 9, vườn lan xứ Mường của em có một số mặt hàng để gửi tới toàn thể anh chị em yêu lan trên cả nước sưu tầm. Hôm nay em có dòng mít Túc Sơn, một trong những dòng lá mít xếp rất là đẹp, và cây mít dòng bảng lá 8 sen nhé cả nhà nhá, và mít Văn Sơn Nữ Hoàng và mắt đỏ, và một số dòng phi điệp của Hòa Bình. Thì em tránh mất thời gian của cả nhà, em xin phép là đi được luôn vào từng đơn đầu tiên. Đây là dòng mít Túc Sơn Hòa Bình nhà cả nhà này. Đây mít xếp này, mít xếp lá đều tăm tắp từ gốc đến ngọn nha các bác nhá, rất là đều luôn. Và dòng này là có một màu xanh khá là đẹp ạ. Đây ạ, lá rất là đều. Thì dòng mít Túc Sơn này thì là trước em đã bán buôn gần như là hết rồi, thì giờ chỉ còn có 2-3 cây nữa thôi để trồng thôi. Đây nhé cả nhà, có thể nhìn con mẹ nhá, rất là đẹp nha các bác nhá, nó xếp đẹp mê ly luôn đấy ạ. Thì em có duy nhất 2 cây chia sẻ, cây giờ 10 sen. Anh em nhìn có lá này xếp luôn từ ấy này. Đấy, em bán cây đơn số 1 này, mít Túc Sơn Hòa Bình này, với giá là 700.000 nhé cả nhà nhá, kèm theo một những cái đơn số 1 thì còn một mắt ạ. Và em chuyển sang đơn số 2. Đơn số 2 này 700.000 này, dễ đang ra khỏe. Đang ra khỏe các bác. Đây. Đấy, lá xếp sẵn từ con kỳ này, đã xếp rồi nhé cả nhà nhá. Dòng này một trong những dòng lá mít xếp rất là đẹp. Đẹp lung linh, và bây giờ là xếp đẹp nhất ở khu này luôn đấy các bác. Bây giờ em sẽ chuyển sang dòng mắt đỏ. Mắt đỏ lúc này tên là Hậu Bình. Mắt đỏ cái bầu nhé cả nhà nhá. Đấy, mắt đỏ au này, đôi mắt đỏ. Đỏ au này. Đấy. Đấy anh em thấy thấy mắt đỏ khá là đẹp, quay video mà đẹp như này, cánh bầu đỏ au luôn. Đây là hình ảnh quay video cả nhà, anh em thấy bầu lung linh chưa, tuyệt đẹp. Thì em sẽ đi vào từng đơn đơn mắt đỏ đây các bác nhá. Đây là một kỳ này to khỏe này, anh em thấy nhìn thấy kỳ to khỏe như lực sĩ, thân già to và còn một cái mắt nhỏ nhỏ nữa, kiểu gì kiểu sau này anh em sẽ khai thác được. Thì em bán đơn số 3 này với giá là 380.000 cho đơn số 3 mắt đỏ của đông lai tân lạc hòa bình, cái dòng cánh bầu đại. Bây giờ em chuyển sang đơn số 4. Đơn số 4 này con kỳ này, đấy to đẹp chưa cả nhà, còn mắt ngủ vẫn còn, mắt ngủ vẫn còn nha các bác nha. Em cũng bán là 380.000, kỳ đẹp mê ly luôn để cho anh chị em. Kỳ dòng toàn nuôi ăn nắng cứng cây, giờ các bác về chăm sóc rất là dễ. Đây vậy em sang đơn tiếp theo, cái này là còn một kỳ là đang lên này, còn hai mắt ngủ này. Con kỳ này thì hơi ngắn hơn một chút, thì em cũng bán là 380.000, bởi vì là đổi lại là có mắt ngủ cho mọi người, cho anh chị em sưu tầm. Đơn số 5 380. Và em chuyển sang đơn số 6. Đơn số 6 này một kỳ này, kỳ to này cả nhà này. To này ở khúc thân già to này, một mắt cũng đang sưng rồi chuẩn bị lên này. Em bán là 380 này. Đơn số 6 nha anh em nha. Anh em nào chốt đơn thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhé cả nhà nha, hoặc là bình luận comment ở dưới để em gọi điện lại cho các bác ạ. Em chuyển sang đơn số 7 này. Chuyển sang đơn số 7 này, này kỳ quá đẹp luôn. Đoạn thân già ấy, các bác nhìn con kỳ lên nó bụ bẫm, nó nõn nà như này mà, củ rất là to. Em đơn số 7 này, em bán cũng là 380.000. Và bây giờ em sẽ chuyển sang đơn số 8. Đơn số 8 nhé các bác nhá. Đây con này cũng to lá dày. Em nhìn giá gần guốc như này mà. Một mắt đang chuẩn bị lên rồi, đang sưng rồi. Em bán đơn số 8 này cũng là 380 này. Đấy, em sẽ chuyển sang đơn số 9. Đơn số 9 này thì khúc thân già quá to rồi. To như ngón tay em rồi. Với một mắt thì đang lên sưng to tướng rồi nha các bác nhá. Thì đơn số 9 này là em cũng bán là 380.000. Giờ em sẽ chuyển sang đơn số 10. Đơn số 10. Đơn số 10 này còn mấy mắt ngủ luôn, không biết về là anh em có tận dụng khai thác được nốt mấy mắt này hay không, nhưng mà con kỳ thì quá đẹp rồi. Các bác có để nguyên khúc thân già nuôi con kỳ này cuối năm nó to nhất trong những cái chậu này luôn đấy cả nhà. Em bán là 380 ạ, đơn số 10 380.000 nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ chuyển sang đơn số 11. Đây, cái này gọi là được gọi là hai kỳ rồi, một con to một con nhỏ, một kỳ to một kỳ nhỏ nha các bác nhá. To như này mà em bán là 380 này. Đấy anh em mà yêu,
anh em các bác yêu đơn nào thì liên hệ qua số điện thoại của em. Thì nên em sẽ để luôn ở trên bài để cho anh chị em tiện liên lạc, hoặc là anh em sẽ bình luận và comment ở dưới giúp em. Em chuyển sang đơn số 12, cũng là đơn cuối cùng của dòng mắt đỏ, cái màu đại của Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình. Thì cũng hôm nay thì con nào cũng có mắt ngủ cho các bác sưu tầm một mắt, ít nhất tối thiểu là một mắt đổ lên, khúc chân già toàn bộ là ở khúc to hết. Thì đơn số 12 này em cũng bán là 380.000 nha các bác nhá. Thế là tổng là em có 10 đơn mắt đỏ của Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình. Còn bây giờ em chuyển sang dòng một trong những giống tiếp theo, đó chính là mít Văn Sơn, một trong những cái dòng gọi là vua mít. Đây các bạn, một trong những cái dòng mít mà làm nên tên tuổi thương hiệu số 1 của Hòa Bình, đó chính là mít Văn Sơn. Đã có mít Văn Sơn thì anh em biết là đắt ngang với 500 Phú Thọ, và cũng đã vào thời điểm cuối năm là đắt hơn 500 Phú Thọ nha các bác nhá. Đây em mời anh em xem cái bảng lá. Đấy ạ, đấy là mít Văn Sơn đấy ạ. Bây giờ em chỉ có hai đơn thôi nha các bạn, cả nhà nha. Mít Văn Sơn này hoa thì nở tại nhà em rồi. Anh em nào lấy thì cứ liên lạc cho em, xong em sẽ nhắn tin qua Zalo cho các bác. Zalo của em là cũng số em ghim luôn ở trên bài để cho anh em có thể tiện trao đổi, cũng như là tiện trao đổi về cái khâu chăm sóc và chốt đơn nha các bác nhá. Đơn này cái kia này của em tầm khoảng 5-6 sen, tầm 5-6 sen, kia rất là khỏe, đang ra bộ rễ khỏe đẹp. Đơn số 13 này em bán giá là 5.500, 5,5 triệu nha các bác nhá, 5.500.000 đồng cho đơn số 13 này. Đấy, khi khỏe đẹp đang bắt đầu gần guốc, quá đẹp rồi. Em chuyển sang đơn số 14, mít Văn Sơn. Đây ạ, đơn số 14 của em là cũng 5,2 triệu, con này ngắn hơn một tí, ngắn hơn một tí thì em bớt đi 300 là 5,2 triệu nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ chuyển sang dòng tiếp theo, đó chính là nữ hoàng 28, ông vua của thân thủ và ám trắng. Và thân to thì giờ là gần như là to nhất rồi, không có giống nào to hơn nữa. Mặt hoa thì ám trắng đẹp như năm cánh trắng luôn nha các bác nhá. Thì em sẽ bán ki, thì ki anh em lưu ý cho em là ki hôm nay là em sẽ phải nhổ ra để gửi đi cho toàn thể các bác, chứ em không gửi được cả chậu, cho nên là anh em lưu ý. Đây là một con ki này, nữ hoàng 28 này, rất là đẹp này, đẹp và khỏe, là dễ đang ra này. Em nhấc ra em gửi cho các bác, em kẹp rêu và là về anh em trồng thì yên tâm là sẽ không bị trột. Đơn số 15 này em bán cho các bác sưu tầm là với giá là 1,6 triệu nha cả nhà nhá, 1.600k con ki số 15 này. Đơn nào đầu tiên là sẽ cũng sẽ rẻ hơn các bác. Em chuyển sang đơn số 17. Đơn số 17 này, con này dài to hơn một tí này. Đấy, to hơn này các bác này. To hơn, bụ bẫm hơn thì em bán với giá là 2 triệu cho đơn số 17 này nha các bác nhá. Và em chuyển sang đơn số 18. Đơn số 18 thì anh em có thể nhìn thấy hai ki. Một con to thì bằng con đơn số 15 và một con thì bé hơn một tí, thì em bán với giá là 2,6 triệu. 2.600k cho cái đơn số 18 này. Bây giờ em sẽ chuyển sang đơn số 19 này. Đơn số 19 này anh em nhìn thấy khúc thân già to đẹp này, dài này, dài đẹp này. Đơn số 19 này em bán giá là 2 triệu này để nhổ ra gửi cho các bác này. Và em sẽ chuyển sang đơn số 20, cũng là đơn cuối cùng của dòng nữ hoàng 28 của em nha các bác nhá. Thì đây ạ, nữ hoàng 28 này, 200.000. À quên, 2 triệu ạ. Em xin lỗi các bác nhé, em đọc nhầm. Nhìn con số 2.000 thì cứ tưởng là 200.000. 2 triệu ở đây, kỳ đẹp, khỏe lung linh, nữ hoàng 28. Đây dòng này em ươm hẳn bằng thân già, con thân già, con thân tư. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang một dòng lá mít 8 sen. Mít này là mít 8 sen nha các bác nhá. Đây ạ. Đây này các bác này. Đấy. Thưa kẹp với nó 8 sen thì chưa được, nhưng mà 7 sen 8. 7 sen 8 nhé cả nhà nhé. Đấy ạ. Thân thủ thì rất là to. Đây các bác nhìn em bê gió lan này, to khẽ lệ như này các bác. Đây, em lấy mặt hoa cho các bác xem. Hoa đẹp lắm cả nhà. Đây, hoa cánh bầu này, môi tim này, rất là đẹp luôn. Đây anh em có thể nhìn hoa này, quá đẹp luôn. So với dòng lá mít mà được một bông hoa đẹp và miên mãn như này là rất là hiếm. Hai bên là cánh bầu, cánh bầu cực đẹp luôn. Đấy, nhà thấy chưa?
mà cánh gần nhìn như phớt tím nhưng mà tím nhẹ, nhìn nó rất là dịu bông. Thì em sẽ chia sẻ cho anh em cái kỳ dòng mít này 7 sen 8 thì em cứ gọi là mít 8 sen đi. Đây nha các bác nhá. Kỳ ươm tự nhiên đã có mặt hoa để cho anh chị em sưu tầm cho nó dễ, theo chế độ bảo hành cho nó dễ. Thì đơn số 21 này em bán cho anh chị em sưu tầm giá là 300 nghìn. 300 nghìn nha nhà nhá. Chưa có hôm nào rẻ như hôm nay đấy ạ. Giá quá hợp lý cho các bác sưu tầm. Em chuyển sang đơn số 22 này các bác này. Đơn số 22 của em cũng là mít đấy nha các bác nhá. Nó mít em B đấy nha. Mặt hoa đấy nha các bác nhá. Cũng 300 nghìn tiếp cho đơn số 22 này. Đấy. Anh em chịu khó chăm. Kiểu gì thì con nhà tông không giống lông thì sẽ giống cánh thôi. Sang năm là kiểu gì nó sẽ lá nó sẽ to đẹp. Mà về những cái dòng lá mít và bản lá to nha, anh em đã biết rồi, những cái dòng mà lá mít mà nó tròn ngay thì những con kia đầu tiên ấy, thì nó lá của nó thường thường sẽ hay bé, nếu kiểu nó xếp theo dòng mít đồng xu 6 sen hoặc là 7 sen quay đầu là to lắm rồi, nhưng mà dòng kia tròn. Còn những dòng này lá này đấy, lá gần guốc rất là đẹp nha các bác nhá. Đơn số 23 này em một con này với một con nhỏ hơn này em bán cho các bác là 350 nghìn này. 8 sen cho đơn số 23. Bây giờ em sẽ chuyển sang đơn số 24. Mít 8 sen này các bác. Rễ thì trắng tinh, em bộ rễ thì không phải lo rồi. Cái này là em rồng chứ rồng cả vào một chậu cơ. Phải nhấc ra để gửi cho các bác. Đơn số 24 này em bán là 300. 300 nha các bác nhá. Vẫn còn mắt ngủ cho anh chị em khai thác. Và đơn số 25 2 kỳ rất là đẹp, để cho anh em nào xích thích cái sở thích mà dòng để sang năm lấy chậu to khủng thì em sẽ bán đơn số 25 này với giá là 500 nghìn cho 2 kỳ này. Đấy, tổng hôm nay thì em thiện có 25 đơn, thì rất mong anh chị em ủng hộ. Thì cả nhà ủng hộ thì liên lạc qua số điện thoại giúp em nhé cả nhà nhé. Đây, đây là số điện thoại trực tiếp của nhà em đây ạ. Em rất là cảm ơn toàn thể các bác đã tin tưởng và ủng hộ cho vườn lan của em trong thời gian qua. Đây này các bạn này, mời cả nhà cùng ngắm qua thân lá một tí. Đấy, rất là nhiều thân lá. Và mời em cũng xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác nhé. Chúc anh chị em luôn luôn mạnh khỏe ạ.